Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách cài vân tay của cái ổ khóa thông minh nha các bạn. Đây là cái ổ khóa cài vân tay cho nó. Khi các bạn mua về thì nó có một cái hộp như thế này. Đấy. Thì khi sau khi mình lấy ra thì cái hộp của nó, bên trong của nó có một cái tờ giấy hướng dẫn cài vân tay, nhưng mà có nó ghi bằng tiếng Anh á. Cho nên có một số người á, nhìn tiếng Anh thì không hiểu, cho nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài vân tay với xóa vân tay và cài thêm nhiều cái vân tay khác nữa. Đó. Bên đây thì nó có tiếng Trung và tiếng Anh nha các bạn, tờ giấy của nó, nhưng nó kèm theo một cái USB. Cái này để sạc khi nào mà nó báo đỏ á, khi nào nó báo đỏ thì các bạn sạc nó. Rồi. Rồi hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách cài vân tay nha. Cái ổ khóa này nó nhỏ thôi, nó phù hợp cho các bạn mà hay để khóa vali á, hành lý vali á, với khóa những cửa cũng được. Đó, khi nào mà các bạn mà khóa cửa nè, mấy cái đồng tiền để mình về liền á, mình khóa. Đó. Khi mà các bạn mua về á, cái ổ khóa của nó nhỏ như thế này là để mình đo cho các bạn là kích thước của nó nha. Chiều dài của nó là 35. Chiều dài của nó nè 75, còn ngang nè, ngang là 45. Đó. Cái này 45 45, còn cao, chiều cao của nó là tổng cái này luôn á là 75. Đó. Rồi, khi mà các bạn mua về cái mặc định ban đầu của nó á, là chưa có cài vân tay, là bất cứ ai để vô nó cũng nhảy ra hết. Đấy. Ngón nào để vô nó cũng nhảy hết, là lúc đó mình chưa cài vân tay hết bạn, ngón nào để bất cứ ngón nào nó cũng nhảy hết. Đó. Vậy đó. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài vân tay nha. Rồi, bây giờ mình cứ để vô cái ngón tay này nè, trong vòng 5 giây nha. Mình để vô đây khoảng trong vòng 5 giây. Đó, nó chớp rồi nè. Nó chớp đèn xanh, các bạn thấy nó chớp đèn xanh chưa? Rồi, bắt đầu để vô. 1, 2, 3, 4, 5. Đó, đèn xanh ok nè. Các bạn thấy đèn xanh nó hiện lên là ok ha. Rồi bắt đầu gà vô. Rồi mình mở khóa nha. Đó, cái vân tay này hồi nãy mình không cài á, là mình để vô là báo đỏ là mình không có xài được. Không có xài được. Thì cái vân tay này là cái vân tay chính ban đầu nè. Mình để vô nè. Thì nó mở, thấy chưa? Còn bất cứ cái vân tay khác á, thì nó không mở, nó báo đỏ nè. Chỉ có vân tay mình vừa mới cài thôi thì nó mở đó. Rồi mình sẽ tiếp tục cài cái vân tay thứ hai. Cái vân tay đầu tiên là hai cái vân tay đầu tiên là cái vân tay chính ha. Bây giờ mình cài cái vân tay người thứ hai nha. Người thứ hai thì bắt đầu mình nhấn và giữ cảm biến vân tay trong vòng 8 giây, đợi khi cái đèn xanh mà nhấp nháy á, lúc này cái mình thả vân tay ra. Rồi bây giờ mình đè trong vòng 8 giây nha, thì cái đèn xanh nó nhấp nháy. Mình để khi nào mà cái đèn xanh nó nhấp nháy thôi, đó, mình thả ra. Rồi, bây giờ mình xác nhận cái vân tay chính chủ, là vân tay hồi nãy vừa mình mới cài nha. Xác nhận. Ok, nó chớp. Rồi, bây giờ xác nhận thêm cái vân tay khác nữa, vân tay bên tay phải mình nha. 1 2 3 4 5. Mình để chừng nào báo xanh đấy, khi nào báo xanh là nó ok đó. Vậy là ok nha các bạn. Rồi bây giờ mình bỏ vô nè. Rồi mình thử cái ngón tay này nha. Ok, good. Rồi rồi mình thử cái ngón bên tay trái nha. Ok, good. Là mình cài được hai cái vân tay rồi đó. Bây giờ mình thử cái ngón khác nha. Nó báo đỏ là không mở được nè. Đó, nó báo đỏ là không mở được nha các bạn.
Đấy, chỉ có hai cái vân tay mình đang cài nè. Nếu mình cài thêm cái vân tay thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu nữa thì mình vẫn làm y như cũ, là mình đè, khi mà mình đè trong vòng 8 giây thì nó báo cái đèn xanh nhấp nháy á, thì mình thả ngón tay ra ha, mình thả ngón tay ra, rồi sau đó mình cài cái mật mã, cái ban đầu, cái ngón tay ban đầu mình để vô để cho nó xác nhận cái vân tay ban đầu. Sau đó xong rồi mình mới sử dụng tiếp cái vân tay, mình lấy cái vân tay thứ ba. Bây giờ mình thử cái vân tay thứ ba lên. Vân tay thứ ba là ngón ngón trỏ của mình nha. Rồi bây giờ mình cài thêm ngón trỏ nè, mình đè vô trong vòng 8 giây để cho đèn xanh nó nhấp nháy nha. Rồi, để vô. Khi nào mà cái đèn xanh nó nhấp nháy là mình buông tay ra. Đó, buông tay ra. Rồi mình xác nhận cái ngón tay ban đầu của mình. Đó, đèn xanh nó nhấp nháy. Rồi bắt đầu mình sử dụng tiếp cái ngón thứ ba mình nè. 1 2 3 4 5 6. Mình đè khi nào mà nó đấy, nó báo xanh thôi nha. Đấy, các bạn thấy nó báo xanh chưa? Báo xanh là ok nha, báo xanh là ok. Rồi, bắt đầu. Đóng lại. Rồi mình thử cái ngón trỏ của mình nha. Yes. Quá good luôn, mở rất là nhanh luôn. Rồi mình thử ba ngón nha, hồi nãy giờ mình cài được ba ngón rồi đó. Cái ổ khóa này là cho cài được 20 ngón, ha, 20 cái vân tay, 20 cái vân tay. Khi nào mà cái cửa mình á, mình xài vân tay mà nó báo đỏ thì mình cắm sạc nha các bạn. Báo đỏ thì mình cắm sạc, thì chỉ cần mình ghim USB mình cắm sạc thôi, thì nó như sạc điện thoại thôi. Đây, đây, đây nè, mình cắm sạc. Mình cắm sạc, một lần sạc là mình sử dụng được tới 1.000 cái vân tay, 1.000 lần như vậy nó mới hết pin. Cũng lâu lắm nha bạn, rất là lâu mới hết pin. Rồi, tiếp tục. Bây giờ mình sẽ xóa vân tay, xóa hết tất cả vân tay để nó trở về cái mặc định ban đầu. Mặc định ban đầu là có nghĩa là mặc định ban đầu là cái ngón nào mình sờ vô nó cũng nhảy ra, mặc định một lúc mà mình mua về thì đó là mặc định ban đầu. Rồi, khôi phục lại cài đặt gốc nha. Bây giờ mình cho nó nhảy ra đi. Rồi mình bắt đầu mình đè tới 12 giây nha. Cái này là đưa về mặc định ban đầu. Rồi bắt đầu mình đè tới 12 giây. Khi nào mà đèn xanh nó nhấp nháy á, và đợi đèn đỏ nhấp nháy, thì lúc này mình bỏ ngón tay ra. Ha ha, bỏ ngón tay ra. Rồi bắt đầu mình cài cái ngón tay ban đầu á. Rồi mình đợi 12 giây nha. Đợi khi nào mà cái đèn đèn xanh nó nhấp nháy nha. Đó. Rồi, các bạn chờ chút xíu nữa cho đèn đỏ này hiện lên. Các bạn đợi đèn đỏ nó nhấp nháy nha. Đấy, các bạn thấy đèn đỏ chưa? Buông tay ra. Rồi, buông tay ra, bắt đầu mình xác nhận cái vân tay ban đầu. Ok, good. Vậy là mở khóa rồi nha các bạn, vậy là mở khóa rồi đó. Cái vân tay mà cái người mà đầu tiên nhất cái vân tay nó mới mở nha các bạn. Còn cái vân tay mà thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ về sau thì nó không mở nha. Cái vân tay mà người đầu tiên, cái người làm chủ á, cái người quản trị á, cái người chủ nhà, cái người quản trị, cái vân tay mà đầu tiên nha. Các bạn để ý là cái vân tay đầu tiên nó mới khôi phục được cài đặt gốc. Đó, bây giờ mình đóng lại nè. Nó đã mở khóa rồi, khôi phục và cài bật gốc. Bây giờ mình xài cái ngón nào cũng được. Bây giờ ngón út mình nha, mình xài cái ngón nào nó cũng mở hết. Đấy, các bạn thấy chưa? Đó là cài đặt gốc rồi đó. Là ngón nào mình cũng mở ra được. Mình không có sử dụng ngón hồi nãy nữa, mình sử dụng ngón khác cho các bạn xem nha. Đây, đấy là ngón nào vẫn mở được. Đó, rất là đơn giản luôn. Và khi các bạn mua về thì các bạn cài lại cái vân tay chính chủ, cái vân tay mà người đầu tiên là người quản trị, người chủ đầu tiên, thì mình cài cài trước tiên ha, mình cài trước tiên. Thì như hồi nãy mình nói, như các bạn sẽ, nếu mình nói nhanh quá thì các bạn tua lại các bạn xem ha. Chỉ cần cái vân tay ban đầu mình nói lại một lần nữa cho các bạn dễ hiểu nha. Cài đặt vân tay ban đầu thì các bạn chỉ đè vô 5 giây. Khi mà cái đèn xanh nó nhấp nháy ha, rồi mình thả cái ngón tay ra. Thả ngón tay ra. Sau đó mình đè ngón tay của mình vô khoảng 5 lần. Khi nào mà cái đèn xanh nó ok, đèn xanh nó ok, mình buông ra là đã được mở khóa. Đó, rất là đơn giản. À, các bạn nếu mình thấy nhanh quá, các bạn
tôi lại các bạn xem lại cái ban đầu ha các bạn. Rất là đơn giản. Cái ổ khóa này rất tiện nè ha. Rất nhảy luôn, chỉ cần mình để vô. Đó, mình để vô khoảng chừng 1 giây, 2 giây là nó nhảy ra rồi, rất là nhảy luôn. Rất là phù hợp, rất là thích hợp cho những người mà đi du lịch đi nước ngoài á, để mình khóa lại những cái vali của mình á, rất là tiện lợi luôn, là khỏi cần phải sợ bị rộng đó. Các bạn có nhu cầu mua hàng bên mình thì các bạn chat Zalo hoặc gọi điện trực tiếp với số điện thoại ở phía dưới mình có ghi nha các bạn đó, hoặc là các bạn mua trực tiếp vô cái đường link ở bên dưới cái phần mà chi tiết sản phẩm, cái phần mà chi tiết ở dưới mình có ghi cái đường link để các bạn mua sản phẩm, hoặc các bạn muốn mua nhanh trực tiếp gọi điện hoặc là chat Zalo ha các bạn đó. Các bạn rồi các bạn nhớ đăng ký kênh mình để sau này có những cái clip mà giới thiệu sản phẩm khác nữa thì nó sẽ báo qua mail cho các bạn rồi. Cái đặc biệt nữa là các bạn đăng ký kênh của mình thì các bạn được mua hàng giao hàng miễn phí ship đó, miễn phí ship và được giảm thêm 10%, giảm thêm 10% và được miễn phí ship là đặc biệt cho những người các bạn đăng ký kênh của mình. Quá good, quá tốt luôn rồi. Ok, thank you các bạn.